Này tôi cầm con set với 18 mới thú săn mồi để tôi test thử coi nó có mạnh không. Tôi cũng không biết mạnh không nữa mà cứ chơi thử thì đều biết. chạy liền thôi, nó e nó còn e nó không chơi được. Cái hàng giác này hồi nãy nó tưởng tôi đi top á, không có cầm giác nữa không là nó cầm khác rồi. Vậy chắc là mất bộ luôn. Cảm này đem gì ta, chắc đem chị không? Tôi lên chị phán kích đi. Ủa lộn, chị phản kích chứ không phải chị phán kích. Đảo độc lộn, độc lộn luôn. Nãy nha tôi luyện chơi gì rồi, mà sao mà hàng gì bỏ nó bích trước, nó bích đầu tiên, tôi bích sau. Làm tôi phải chân này luôn. Nãy tôi xin lên top mà, top nó không cho. Đi làm ghét dành nó cái đi. Gọi luôn gì ăn hết luôn. chạy đâu cũng được, đi qua ăn gần chi nãy gì nó đi xuống dưới rồi, giờ lên ăn đây chơi nè. Anh tấp ngồi lâu chắc lên cấp 6 quá. Rồi buồn ngủ luôn, rồi buồn ngủ ấy. Pha nãy né ghê lắm rồi đó mà giỡn bị bình thường chết chứ. À quên mất đồ dài nữa. Để có đồ dài đâu ganh dễ hơn. Chạy ra một phát một ra tới ngoài nó luôn rồi. Ăn cốc xong lên cấp 6 xuống ganh boss. Ngồi luôn. Hồi nãy gì nó biến luôn á ta. Quýnh em trụ luôn không được nữa. Thôi cái gì quýnh. Nó hồi đó tóc biến một chút. Nhưng hết máu rồi tóc biến không chết nữa. Lên nhanh top. Hay già nó mất quyền. bạn ơi bạn chạy đâu vô trụ rồi luôn. Bạn cố chạy đi, chừng phạt cái ăn luôn nè, chừng phạt cái tôi ăn luôn. Trời ơi chạy nó chi nhỉ, tôi không biết nó quỳ lại nó làm gì nữa. Rồi luôn không biết thở gì nữa. Mạnh quá đấy. Chắc chị sao bạn chạy dữ vậy? Lên nhanh tới. Bạn ơi, tôi không có định kết đâu mà. Tôi mạnh quá. Ơi này mày làm gì á? Mày điên hả? Nhóc này mày làm gì vậy? Rồi luôn, không chạy luôn nữa. Gỡ cái cho chắc. Ba đó không gỡ cũng được, mày sợ anh kết nó chết. Rồi luôn, mạng chạy vô chỗ chết rồi, Nó có gỡ qua đó, nó quỷ rồi. Không biết gì đâu. Xin lỗi. Cái móng heo là cái móng mà quyết định thằng sếp nó có mạnh hay không. Thì món này nó tăng rất nhiều máu mà nó còn cộng thêm máu nữa. Rồi nó còn thêm cái giáp nữa. Thôi mà dán này support AFK nên tay quýnh cũng đỡ. Support nó còn AFK không biết như sao nữa. Ê top tôi nó phế quá, nó 1 năm rồi. Ok ngay đây đi, không giết ngay đây. Rồi luôn. chạy đâu. Chạy. Trời ơi. Hồi nãy tôi cũng tưởng gờ là đủ đam mà chứ. Này nó không đủ. Nhầm tôi mất hết nhẹ quýnh thêm cái thường nữa.
Ủa nãy tem ai ăn gọng ta? Ủa nãy tôi nhớ tôi ăn gọng không vậy ta? Cho nên tem có ăn gọng vậy? À, tôi chết. Ở đây chắc có nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi không mua cái máy quét. Lý do rất là đơn giản thôi mà tôi quên. Quên hoài luôn á. Lúc nào cũng đi ra tới đèn mới nhớ. Luôn đập mày luôn. Đập luôn, đập luôn, đập luôn, hú sang mọi nè. Tiêu, chạy, dắt tới, dắt tới, dắt tới, chạy đi. Có ai không? Không có ai sao quýnh. Ok. Tôi tưởng qua đó tôi chạy được chứ. Cày. Cày lắm, cày lắm. Ok. Mẹ ơi, chết mẹ ơi. Sai rồi, sai rồi, sai quá sai rồi. Nói đó tự nhiên đi chẳng lộn. Nói lộn chứ không phải là cố tình. Ok. Thì sát lực mà lên búa gỗ làm gì ta? Dạ là Nhi nếu mùa rồi. Nhi ta full chắc lực ta chém mới đau. Mới đau. Cái này vừa chắc lực vừa tăng cho chém đau được. Thành phế vật đó. Dù tôi lên đi bác địa sĩ nên tôi chạy như chó điên luôn nè. Lên thử, lên thử. Tôi mà cái này mà tôi không lên cái chịu bất biết mà tôi lên giáp gì đó. Đâu 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 đi nhớ lại. Giáp gì giáp, giáp da tóc không. Giáp giáp giáp. Giáp da tóc. Hóa cuồng. Ừ lên đó là siêu chạy luôn. Chạy làm sao thất nó về được luôn á. Tới chỗ rồi nè. Chiến nhẹ, chiến nhẹ. Thằng mít mình chiến quá, quy chúng mà chơi luôn. Còn chứ giả hút thêm cái nữa. Đã hút cái nữa. Thấy được chiến chủ rồi đó. Bắt cái đéo mà được tao. Nữa. Tôi quên mua cái máy quét này rồi. Không kệ đi, khỏi luôn. Vừa có quẹt với đi gần. Đó thì tôi đi top rồi mà. Hay tự nhiên tôi chọn top đi gần mà nó bắt tôi đi gần nên tôi cầm xét đi gần. Đó như nãy là tôi đi top rồi mà trong cái hàng giác này nó mít con giác. Để đó chơi tôi, ai ngờ lại đi xuống Sako. Kìa bạn. Biết về cho trốn không người vậy. Ít ra em phải để ý hay bọn em mà chạy đi chứ. 21 quả chúng ta. Quả. Muốn 20 thì tích chưa được cái kiếm mua ra mana gì đó. Không win. Đợi đó giới, đợi đó giới.